Thì anh em ạ, bây giờ lắp máy tính khó ấy chưa? Đơn giản, nó không phải là tại vì nó đắt quá, mà bây giờ máy tính nó rẻ quá. Nhưng vẫn còn những thứ rất đắt, như là 4080, 4090, Z790, các thứ kiểu đầy đủ luôn. Thì những thứ đấy cực kỳ là đắt, nhưng vẫn còn những thứ cực kỳ là rẻ. Và rất nhiều anh em khi mà mua bộ máy chơi game không biết là nên tiêu bao nhiêu tiền, nên tiêu ít tiền hay tiêu nhiều tiền cho bộ máy của mình. Thế nên là hôm nay mình muốn làm một video để xem là liệu rằng bỏ tiền cho một cái bộ máy bé tiền, gọi là ít tiền, một bộ máy khoảng tầm 10 triệu có đáng không, hay là bỏ tiền cho bộ máy 100 triệu thì ok hơn. Bây giờ cùng video nhá. Ultimate nghĩa là tối thiểu, cũng như Zigli LH1 với giá bán lẻ chỉ 1 triệu đồng nhưng có đến tận 2 chế độ kết nối không dây hoặc có dây, cùng đèn LED RGB cực chất, âm thanh vòng 7.1 mang đến những trải nghiệm siêu thực 360 độ trong game, pin cực trâu lên tới 20 tiếng sử dụng liên tục và chỉ sạc trong vòng 3 tiếng đủ sức chơi cả tuần. Acom đang giveaway miễn phí chiếc tai nghe này. Tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần quét QR code trên màn hình hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả video và làm theo hướng dẫn. Hàng ngày check in và chia sẻ link, bạn sẽ nhận thêm được hội trúng giải nhé. Rồi, thì đây mình đã để con máy 10 triệu ở đây đây. Đây, đây là con máy 10 triệu này. Con máy 10 triệu này thì có thể nói là một trong những con máy mua mới nhá. Đang nói là mua mới nhá. Đây là mình là 100% mua mới. Có mua cũ thì anh em có thể mua một cấu hình cao hơn. Nhưng nếu mà anh em mua mới thì đây là một chiếc PC có thể nói là tốt nhất trong tiền điện của nó. Dù với 10 triệu anh em sẽ được một chiếc CPU 4 nhân 8 luồng là i3-10100F. Ngoài ra sẽ còn được có cả một kit 16GB và mình đã làm không nhiều này nữa, còn gì có chuyện là B560 đâu. Ngoài ra sẽ còn có một cái ổ cứng 256GB SSD này, 1660 Super đấy anh em ạ. Có thể nói đây là một chiếc máy tính với hiệu năng trên giá tiền cao nhất về chơi game anh em nhé. Đang nói về chơi game là đang mua máy để chơi game thôi. Thì bọc bên ngoài em này thì là một bộ vỏ cây rất là slipper PC, bởi vì nó chỉ là một chiếc vỏ cây văn phòng rất bình thường mà Acom thôi. Nếu anh em muốn nâng cấp lên một chiếc vỏ cây cao cấp hơn như là Vitra, như là Sigmatec thì sẽ phải bỏ thêm khoảng tầm 200-300 nữa để đạt được những cái vẻ đẹp như thế. Còn con này thì chỉ có 300 thôi, nên là 300 về con vỏ cây này mình thấy cũng khá là ổn rồi. Đấy, có khí thông ở trước luôn. Còn nếu mà bây giờ mình bỏ ra 100 triệu ấy thì đây, anh em phải ngó qua bên này. Đây, ngó qua bên này đấy. Còn 100 triệu này nó bảo đây. Đây là con 100 triệu. Con 100 triệu này thì có những gì đặc biệt? Điều đặc biệt đầu tiên là nó không có mức giá 100 triệu. Con này chỉ khoảng tầm 8 mấy thôi. Đơn giản là cái cấu hình 100 triệu mà mình build ấy thì nó sẽ bao gồm một cái thằng nhiệt nước 360 này lại đắt nhất của bây giờ nhất là NZT. Thì nào thì những cái thứ kiểu của vỏ cây xịn sò này hay là những cái kit RAM rất là kinh khủng. Nhưng cái máy bây giờ hiện tại mà mình cảm thấy là khá là ổn áp về tầm tiền là chúng ta sẽ có, đầu tiên trong đây sẽ là CPU 13900K, một trong những CPU mạnh nhất bây giờ mà anh có thể mua về kể cả đơn nhân, đa nhân và làm việc. Một chiếc CPU khá là gọi là toàn cầu đấy, cầu toàn hay cái gì đấy. Một chiếc CPU có thể làm được mọi việc mà anh em muốn. Tức là nếu mà anh em muốn là đứng thứ nhất thì anh em mua chiếc CPU này, bởi vì đây là một CPU đứng thứ nhất về mọi thứ luôn. Thật bây giờ anh em không tìm được một CPU khác đâu. Ryzen hiện tại đang tuổi với cả con CPU này. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ còn có một chiếc tản nhiệt là một chiếc tản nhiệt AK620, một chiếc tản nhiệt có mức giá khá ok nhưng vẫn có thể giúp cho chiếc CPU này chạy bình thường ở mức độ khoảng tầm nhiệt độ tầm dưới 90 đấy, nếu mà anh em có ăn được vụt xuống. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một kit 32GB RAM, đây là RAM DDR4 anh em nhé, và sử dụng bus là 3200. Một chiếc mainboard đó chính là Z790 đến từ MSI. Đây là chiếc MSI theo mình nhớ là MAG thì phải. Đúng rồi, MAG, chiếc MAG. Thì đây là một chiếc mainboard có mức hiệu năng trên giá tiền tốt và mình cảm thấy rằng có thể cân được chiếc 13.000K này. Và đúng là có thể cân được chiếc 13.000K này anh em nhé. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có chiếc cảm hình ở đây, là chiếc cảm hình top 1 hiện tại là chiếc Moon 090. Không cần phải nói rồi, đây là con cảm cực kỳ mạnh mẽ về cả gọi là làm việc và chơi game nữa. Với đủ encoder của nó, với số lượng CUDA core, số lượng VRAM của nó thì không thể có con nào sánh vai trong thời điểm hiện tại, kể cả là AMD chẳng nữa. Rồi tiếp theo ta sẽ còn có, nó chính là gì đây? Bên dưới này sẽ có một nguồn 1000 này, khá nhỏ nhẹ của Corsair. Vỏ cây này thì là vỏ cây của Silverstone, nhưng mà nếu mà anh em muốn mua ấy thì mình khuyên là anh em nên mua đó chính là chiếc Lenly Lancome 3, Lancome 3 phiên bản mesh nhá, để cho nó đẹp đẽ và có một cái vỏ cây xịn sò một chút. Em vỏ cây này cũng xịn thôi, nhưng mà bây giờ anh không mua được nữa và mức giá của nó thì thực sự mình không biết được. Với tất cả những cái thứ đấy cộng vào, còn thiếu nữa là trong này mình muốn sử dụng SSD. Bây giờ 100 triệu mà anh em còn dùng SSD SSD cũng HDD ấy, thì mình chê là anh em không biết chơi. Bởi vì bây giờ SSD 2T khá là rẻ rồi. Mức giá của em 2T trong này là Gen 4 nhá, của Kingston là NV2 ấy, thì chỉ có 4 triệu thôi. Nghe có vẻ cao đấy, nhưng mà thực sự nó đã giảm hơn khá nhiều so với ngày trước rồi. Ngày trước một con 2T phải gần 10 triệu, mình nhớ là thế. Thì bây giờ chỉ còn 4 triệu thôi, anh em thể mua thoải mái một con SSD như này, là anh em thể chơi mọi game luôn. 2T khá là đủ cho một người dùng bình thường cơ bản.
Còn bên này thì sẽ yếu hơn khá nhiều, bởi vì đơn giản chúng ta chỉ có một con CPU i3 4x8 luồng so sánh với cả một con CPU i9 24x32 luồng, con cạnh 1660 Super chỉ có mức giá 5-6 triệu so sánh với cả một con cạnh 4090 với mức giá là 50 và đầy nhiều khi đến 60 triệu tùy vào bản, gần 60 triệu nhá. Còn đây là bản MSI, là nó sẽ có một chút. Bây giờ thì hãy cùng mình thử test xem hai em máy này nó chơi game tốt như nào nhá. Rồi anh em ơi, sau một hồi dài mình test thì đã xong rồi anh em ạ, đã xong xuôi rồi, có thể nói như thế. Thì hai bộ máy này đã ra được những kết quả rất là chênh lệch nhau, cực kỳ là chênh lệch nhá. Tất nhiên rồi, nó gấp 9 lần tiền cơ mà, chắc chắn là chênh lệch rồi. Thì về Borderlands 3, bộ máy 100 triệu này chúng ta sẽ được là tận gấp là 388 lần so với cả bộ máy 10 triệu này. Còn với CSGO thì bộ máy này là cực kỳ hợp cho eSports, bởi vì nó đạt lên tới là 1139 FPS trong bộ máy 10 triệu này. Vẫn eSports nhưng mà cho người gà hơn thôi, khi chỉ đạt được là 412 FPS, tức là gấp 2,6 lần. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có Cyberpunk, với bộ máy 100 triệu chúng ta sẽ đạt được là 189 FPS, trong khi bộ máy ở đây chỉ đạt được là 41 FPS. Trong tựa game này thì mình đã để mức setting ở mức cao nhất có thể, không bật ray tracing nhá. Và điều đó đã khiến cho cái bộ máy này gấp gọi là 4,5 lần so với bộ máy 10 triệu này. Với những fanboy đôi xe thì chúng ta sẽ có F1 2012. Chiếc máy 100 triệu đây sẽ đạt được là 327 FPS và chiếc máy 10 triệu đây đạt được là 100 FPS, tức là chiếc máy này gấp 4 lần, gấp 3,2 lần so với chiếc máy này. Còn trong Far Cry 6 thì chiếc máy 100 triệu đây đạt được một mức FPS vừa phải vừa đủ để chơi là 49 FPS, trong khi bộ máy này đạt được mức FPS là 160 luôn. Anh em có thể thoải mái chơi được với mức lượng FPS đó. Với những em nào thích chơi MMO như là Final Fantasy phiên bản 14 thì chiếc máy 10 triệu ở đây vẫn đáp ứng được với mức FPS cực kỳ là cao, 168 FPS. Nhưng mà chiếc máy 100 triệu đây đạt được là 374 cơ, quá là kinh khủng. Còn với những ai vẫn còn đang đam mê GTA 5 thì chiếc máy 100 triệu này đây sẽ đạt được là 191, còn chiếc máy 10 triệu này sẽ đạt được là 85, tức là vừa đủ cho anh em chơi ở các server 5M mà độ giá là hạn. Tiếp theo sẽ là Mafia, khi mà chiếc máy này có thể nói là gấp đôi so với cả chiếc máy 10 triệu này. Bên này thì đạt được là 90 FPS, còn bên này đây thì đạt được chỉ có 44,4 FPS thôi. Trong Marvel Guardians of the Galaxy thì chiếc máy 100 triệu sẽ đạt được là 142 FPS, còn chiếc máy 10 triệu đạt được là 64. Còn Red Dead Redemption ra được kết quả khá là hay so với cả giữa hai bộ máy này. Chiếc máy này thì đạt được là 168, trong khi chiếc máy 10 triệu thì đạt được là 44 FPS. Shadow of the Tomb Raider cũng là một tựa game AAA mà nhiều người chơi. Trong đó thì chiếc máy AAA, chiếc máy 100 triệu đây sẽ đạt được là 225 FPS, còn chiếc máy này thì chỉ đạt được là có 74 FPS mà thôi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ còn có một tựa game chiến thuật tên là Total War Saga Troy. Thì chiếc máy bên này đạt được là 200 FPS, trong khi chiếc máy 10 triệu sẽ đạt được là 54 FPS. Vậy thì mình đã test xong tất cả những bộ máy này rồi. Anh em thể thấy đấy, cái lượng FPS của chiếc 4090 và i9-13000K này cao hơn rất nhiều so với cả chiếc i3 với cả GTX 1660 Super như này. Nhưng mà thực ra thì nó chỉ cao khoảng tầm 2 lần, 3 lần, 4 lần và nhiều khi là 5 lần thôi. Không đến mức 9 lần hay 10 lần mà mình mong chờ từ một chiếc máy đắt hơn tới 9 lần so với cả chiếc máy này. Điều đó thì có đưa ra một vài điểm sau đây. Và khi mà mình test ấy, mình nhận ra rằng là chiếc máy này nhá, mình ta test ở độ phân giải ở cái mức setting là cao nhất, độ phân giải Full HD. Khi đó thì chiếc cạc chúng ta đây không thể chạy full được. Anh em để ý ấy, nó chỉ chạy được khoảng tầm 50%, 40%, nhiều khi chỉ có chạy 30% thôi. Chẳng hạn như trong tựa game Mafia 2 đấy, khiến cho cái máy của mình là bị thừa. Mình đã không dùng hết, mình đã không dùng tận cùng của chiếc máy, và khiến cho mình cảm thấy phí phạm khi mua chiếc máy như này. Thế nên là hiện tại mình đã có một số vài lời khuyên cho anh em. Tại sao? Điều đầu tiên nhất, tại sao anh em lại nên mua một chiếc máy giá tiền thấp như này? Thứ nhất, đó chính là mức hiệu năng trên giá tiền của nó. Chắc chắn mình có thể đảm bảo rằng chiếc máy tính 90 triệu này không bao giờ có thể có mức hiệu năng trên giá tiền để chơi game cao được một chiếc máy chỉ có 10 triệu được. Đảm bảo là như thế luôn, con số đã thể hiện rõ sau những bài test rồi. Thứ hai nữa nhá, khi mà anh em tiêu quá nhiều tiền cho một chiếc máy như này đúng không? Anh em sẽ không còn tiền để mua những thứ khác. Ví dụ như anh em bỏ ra 100 triệu cho chiếc máy, nhưng thực ra anh em lại không có đủ tiền để mua cho mình một chiếc màn hình xịn sò 20 triệu, 30 triệu chẳng hạn, đúng không? Thay vì thế thì anh em thể mua một chiếc máy 70 triệu hoặc chiếc máy 30 triệu đi, sẽ nâng cao từ trải nghiệm lên khá nhiều đấy. Thứ ba, đó chính là cái mức điện và mức nhiệt mà chiếc máy này tỏa ra sẽ cao hơn rất nhiều so với cái chiếc máy này. Con CPU này thì là con CPU mạnh nhất thế giới, khiến cho nó tản ra rất nhiều nhiệt, 90 độ, 100 độ là thường xuyên luôn. Còn con i3 này thì khá là mát, tức là anh em không cần phải lo quá. Chiếc CPU bên này 13000K đấy,
có thể tiêu lên tới là 350 watt điện, chứ cả mình có thể tiêu lên tới là 450 watt điện, trong khi cả bộ máy 10 triệu ở đây chắc tiêu khoảng tầm 250 là nhiều lắm rồi. Đấy, điều đó cũng khá là khiến cho anh em suy nghĩ đúng không? Nhưng mà anh em vẫn có thể, vẫn nên mua chiếc máy này với một số lý do sau. Thứ nhất là mình có thể đảm bảo rằng tất cả những công nghệ mới nhất sẽ nằm trên những chiếc máy 100 triệu như này. Những chiếc i3 đời 10 làm gì với những cái này đúng không? Rồi Z1660 làm gì với những cái này đúng không? Phải là i9-13000K, phải là Z790 thì mới có những công nghệ mới nhất, phải là RTX xịn nhất thì mới có những công nghệ mới nhất. Khi mà mình test game em, mình không thể nào bật được RTX này, không bật được Ray Tracing này, mình không được bật được DLSS này ở trên chiếc máy này, bởi vì nó chỉ là VT, trong khi em này thì là RT. Đó, đấy là một lý do tại sao anh em nên mua. Thứ hai là anh em sẽ có con đường nâng cấp dài hơn. Tất nhiên rồi, mình thì công nhận là chiếc CPU này thì coi như là có thể gọi là kết đời của dòng này rồi, của socket 1007 rồi, hoặc không là của chipset 69 với cả 79 rồi. Nhưng nếu với những con CPU mới hơn, những cái mainboard mới hơn thì anh em sẽ có thể nâng cấp cao hơn nữa. Dù chẳng như là anh em thường với Intel thì sẽ là 2 đời. Chẳng như anh em bây giờ dùng Z690 đâu, vẫn có thể cắm được 13.900K, thoải mái, không có gì cả. Đấy là cái thứ anh em có thể nâng cấp được. Con chiếc này đâu, H510 đâu, thì anh em làm gì có cơ hội nâng cấp. Thế và điều đó khiến cho những cái bộ máy đắt đỏ này đáng tiền hơn về những mặt như thế. Về thứ ba đó chính là những cái tiện ích, những cái lợi ích, những cái phụ sự vui vẻ mà một chiếc máy này đem lại. Nhưng em xem trên live stream ấy, hôm đấy thì anh Đạt dùng máy này, mình dùng máy này, mình load game thì nhanh hơn hẳn anh Đạt luôn, tại vì mình đã sử dụng là SSD NVMe 4.0 2TB. Và ngoài ra mình sẽ còn có thể cắm được vô vàn thứ, bởi vì chiếc mainboard của Z13 mình có thể cắm được rất nhiều cổng USB, hay là mình có thể undervolt, ép xung, làm việc mọi thứ thoải mái và không bao giờ có vấn đề gì cả. Còn chiếc máy này nhá, đến RAM mà không ép xung nổi thì làm gì có chuyện thành những điều khác, đúng không? Là những cái điều mà tuyệt vời mà những cái bộ máy xịn sò này đem lại, khiến cho mình cảm giác là nhiều anh em nên tiêu cho mình cho một cái bộ máy xịn sò hơn, đầu tư cho mình một chiếc máy xịn sò hơn. Và cuối cùng đi, đó chính là cái cảm giác được sở hữu một chiếc máy xịn. Mình biết rằng nhiều anh em mua i9 về, mua i9-13000K 24x32 luồng về cũng chỉ để lướt Facebook, nhưng mà không có điều gì đó khi mà nhìn một chiếc máy xịn sò vẫn khiến cho mình cảm thấy như là mình khá là ngầu. Đúng không? Rồi thì nếu mà anh em muốn mua ấy thì chơi cuối cùng ấy, nếu mà anh em vẫn chưa quyết định ấy, thì mình khuyên anh em mua khoảng tầm một máy tầm 40-50 triệu đấy thôi, tức là vẫn sẽ sử dụng chiếc CPU này hoặc là thấp hơn một chút, ví dụ như là chiếc i7-13700K chẳng hạn, với cả một chiếc cảm hứng thấp hơn chẳng hạn như là 3080-3090 hoặc là 4080 để vừa với túi tiền của mình hơn và đồng đều với bộ máy hơn. Mình biết rằng chiếc máy này cực kỳ là mạnh, nhưng mà nó không phải là bộ máy quá hợp lý cho anh em. Anh em nên tiêu khoảng tầm 30-40-50 triệu là cực kỳ tuyệt vời rồi. Số tiền còn lại hãy tiêu những cái khác cho mình: màn hình này, gaming gear này, tai nghe này, chuột này, vân 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 vân. Đấy nhá, tất cả cuối cùng vẫn chỉ là sự cân bằng. Ôi, nếu mà anh em cảm thấy cái video này mà hay và hấp dẫn, đem lại được hoặc là giúp anh em có thể quyết định được là mình đang cần cái gì, mình có thể làm cái gì, thì hãy bấm like và subscribe nhá. Tất cả những sản phẩm mình sẽ để được link ở dưới mô tả anh em nhá. Còn không biết là mình có nên cho cái video kiểu test dài ra một đống như là sau nhỉ. Nếu mà editor cho vào thì anh em dừng xem nhá. Rồi cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em ở video sau nhá.